Thì có một cái đề bài mà một bạn hỏi thầy Rất hay Tính 3 trên 1 bình phương nhân 2 bình phương 5 trên 2 bình phương nhân 3 bình phương 7 trên 3 bình phương nhân 4 bình phương 9 trên 4 bình phương nhân 5 bình phương Cho đến đây cuối cùng đây 19 trên cho 9 bình phương nhân 10 bình phương Thì thầy đánh giá là nó cũng rất hay bởi vì sao? Bởi vì cái tử số nó thay đổi Thông thường đạo trước chúng ta hay làm cái dạng bài là Tổng các phân số có quy luật, đây thì ghi sẵn đây rồi Tổng các phân số có quy luật Và Chúng ta hay làm cái dạng bài mà tử nó cố định cơ Đây này, chúng ta phải nhớ Cái dạng bài là biểu thức B bằng 1 trên 1 x 2 cộng 1 trên 2 x 3 Cộng 1 trên 3 x 4 Cộng vân 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 1 trên 99 x 100 Phải nhớ tới bài đã từng làm Thầy có nhắc với chúng ta rồi là gì Khi chúng ta làm một bài mới, chúng ta phải nhớ tới những bài cũ Những bài đã từng làm, những bài tương tự Những bài mà chúng ta biết đấy để rồi chúng ta xem chúng ta có đưa được cái bài này về cái bài đó không chứ toạch một phát vào bài cho một cái bài mới toán toanh toanh làm sao mà chúng ta làm được chúng ta sẽ phải ngồi nghĩ rất là lâu mà rồi nghĩ thì cũng vẫn là như vậy nghĩ là phải đưa về các bài cũ đây, bài cũ đây bài cũ nhớ chưa 1 phần 1 trừ 1 phần 100 nhá ai quên xem lại các video cũ rồi chúng ta có thể làm cái bài mà tử nó không phải là hiệu của hai cái mẫu ví dụ như là 1 trên 1 nhân 3 đi cộng 1 trên 3 nhân 5 đi cộng 1 trên 5 x 7 đi tức là khoảng cách các thừa số ở mẫu lại là hai đơn vị trong khi đó tử thì lại chỉ là số 1 đúng không nào rồi có cái bài e d bằng một bình phương cộng 2 bình phương cộng 3 bình phương cộng đến 99 bình phương cũng học rồi rồi có cái bài e bằng 1 x 2 cộng 2 x 3 cộng 3 x 4 cộng vân 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 cộng 99 x 100 cũng học rồi rồi nhiều bài nữa cơ Mình nhớ là có nhiều đấy Thế thì cái bài này nó rơi vào dạng nào? Mà bây giờ chúng ta quan sát xem. Người ta cứ viết cái bình phương thì có liên quan gì? Mình nháp nháp một tí đi. À, một bình phương thì bằng 1, 2 bình phương thì bằng 2 x 2 thì bằng 4, 3 bình phương thì bằng 3 x 3 thì bằng 9, 4 bình phương thì bằng 4 x 4 thì bằng 16, 5 bình phương thì bằng 5 x 5 thì bằng 25, 6 bình phương thì bằng 6 x 6 thì bằng 36 một bình phương hai bình phương thì là 4 với 1 đây 4 với 1 thì lại ra 3 thế 2 bình phương với 3 bình phương thì sao 2 bình phương với 3 bình phương là 9 với 4 thì hiệu lại ra 5 đúng chưa rồi 16 trừ 9 thì lại ra 7 ờ rồi 25 trừ 16 thì lại ra 9 chuẩn luôn thế thì đây thì sao 9 bình phương thì bằng 81 10 bình phương thì bằng 100 vậy chỗ này hiệu nó ra 19 à như vậy là lớp 6 thì mình cứ làm như thế cho dễ hiểu còn với các anh chị lớp 8 thì có thể hiểu rằng là hàng đẳng thức đấy nhưng mà lớp 6 mình nói thế các anh chị các em nó lại không hiểu mình nháp vào đây một tí tẹo là gì 10 bình phương mà trừ 9 bình phương thì bằng 10 trừ 9 nhân với 10 cộng 9 thì rõ ràng chỗ này nó là 1 nhân với 19 thì bằng 19 chính là cái cái tử nhưng mà lớp 6 thì các em không hiểu cái này nên thôi lớp 6 mình cứ chơi kiểu thủ công thế này đi suy nghĩ và nháp mà vậy là mình kết luận gì hiệu của hai cái bình phương ở dưới mẫu này này lớn trừ bé này này lớn trừ bé thì loại ra cái tử vậy thì bắt đầu trình bày thôi giống cái này rồi còn gì nữa giống dạng này rồi còn gì nữa nha bây giờ thì bắt đầu viết từ đây này a sẽ bằng 2 bình phương trừ 1 bình phương trên 2 bình phương nhân 1 bình phương cộng 3 bình phương trừ 2 bình phương chia cho 2 bình phương nhân 3 bình phương. Thôi được rồi, thầy viết thôi cái này cũng sao đâu vì phép nhân có tính chất giao hoán mà nhá. Cộng 4 bình phương trừ 3 bình phương trên 3 bình phương nhân 4 bình phương cộng chấm 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 cộng 10 bình phương trừ 9 bình phương chia cho 9 bình phương nhân 10 bình phương. Rồi đến đây thầy tách thế nào? Thầy tách là à, 2 bình phương trên 1 bình phương nhân 2 bình phương trừ trên 2 bình phương nhân 1 bình phương, đóng ngoặc vào cho nó rõ đi. Cộng với mở ngoặc 3 bình phương trên 2 bình phương nhân 3 bình phương trừ 2 bình phương trên 2 bình phương nhân 3 bình phương, đóng ngoặc. Cộng cứ như vậy nhá, thầy viết thêm một cái nữa trên 3 bình phương nhân 4 bình phương. Trừ 3 bình phương trên 3 bình phương Nhân 10 bình phương Bảng này là thấy quay ngang điện thoại rồi Nên nó rộng, thoải máy viết à, 10 bình phương Trên 9 nhân 10 Trừ đi 9 bình phương Trên 9 bình phương nhân 10 bình phương Tại sao thầy lại viết được như vậy Là bởi vì đây này Cái dòng này giải thích ra đây một tẹo Là A trừ B trên C Thì được hiểu là A trên C trừ B trên C thì lấy tử trừ tử còn giữ nguyên mẫu đây trừ hai phân số cùng mẫu thôi mà trừ hai phân số cùng mẫu thì giữ nguyên mẫu chép lên đây còn lấy tử trừ tử tử trừ tử thì lên đây tử trừ tử thì nó lên đây được chưa đó rồi tiếp tục thầy làm thêm một việc gì nữa thì giải thích ra đâu bây giờ nhỉ đây thầy xóa đi thầy giải thích lại nhé <laughs> mà để thầy nhìn xem có bị mất hình ở cái góc này không ừ, không bị mất đâu thầy xóa xóa đi thầy viết lại thì thầy biết được hai cái chỗ giải thích ở đây. đây để giải thích cái này là a trừ b trên c thì thành a trên c trừ b trên c. đoạn đoạn bây giờ thầy sẽ làm thêm một cái thao tác đó là rút gọn thì là thế nào a nhân c trên b nhân c tử mẫu mà có thừa số chung thì rút gọn đi thì còn a phần b tất nhiên với điều kiện c khác không đây là rút gọn phân số thôi mà thì lớp 4 bọn con đã biết rồi bây giờ mình lên lớp 6 rồi thì, nhắc lại thôi mà rút gọn đi thì nó còn 1 chia 1 bình phương trừ rút gọn đi 1 trên 2 bình phương cộng rút gọn đi 1 trên 2 bình phương trừ 1 trên 3 bình phương đúng không cộng 1 trên 3 bình phương đấy trừ 1 trên 4 bình phương khi rút gọn thế này thì nó còn một ở đây nhá không mọi người đừng có hiểu là còn số không được không? Ở đây nó là cái A này nó là số 1 đây này. 1 nhân C trên B nhân C rút gọn C thì còn 1 phần B. Được chưa? Rồi cứ như vậy cộng với 1 phần 4 bình phương trừ 1 phần 5 bình phương cộng chấm chấm 1 phần 9 bình phương trừ 1 phần 10 bình phương. Trước đó là nó có cái gì? Trước đó ở chỗ này này nó có 1 phần 8 bình phương trừ 1 phần 9 bình phương nhá. Rồi khi mà chúng ta nhìn thấy cái dãy cộng trừ liên tiếp cộng trừ liên tiếp đan dấu như vậy thì sao thì thì chúng ta thấy là cứ trừ cái này xong lại cộng cái này thì chỗ này lại triệt tiêu lẫn nhau trừ xong lại cộng thì nó không ảnh hưởng gì cả trừ xong lại cộng không ảnh hưởng gì trừ này là đi với cộng và cái cộng này thì đi với trừ này cái này đi với đằng trước cuối cùng chúng ta chỉ còn cái ông đầu tiên trừ đi cái ông cuối cùng nhá trừ đây này vậy thì a của mình viết tiếp vào đây sẽ bằng gì 1 trên 1 bình phương trừ 1 trên 10 bình phương Kết quả 1 phần 1 trừ 1 phần 100 Và quy đồng ra 99 phần 100 Đấy, A à, thầy nghĩ là thầy tính ra như vậy Ta xem nó có ok không